Jenny và Quốc Quy xin thân ái kính chào quý khán giả của Đài truyền hình Việt Mỹ. Phần tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các tin chính sau đây. Hoa Kỳ, Nhật Bản tập trận chung ở Thái Bình Dương. Bắc Hàn sắp phóng tên lửa đạn đạo trước thềm bầu cử Mỹ. Giám đốc FBI bị chỉ trích dữ dội sau thông báo điều tra thêm email. Cả dòng họ Bush sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Clinton làm tổng thống. Những gương mặt chủ chốt trong bộ máy tranh cử của bà Clinton. FBI bất ngờ công bố hồ sơ điều tra cựu tổng thống Bill Clinton. Hollywood ủng hộ Clinton quay lưng với Trump. Mưa lũ miền Trung làm 3 người mất tích. Và sau đây là phần tin chi tiết và được mở đầu với Quốc Quy phần điểm tin thế giới, kính thưa quý vị. Tích máy bay MH370 đã bị nghi ngờ là lao xuống biển do hết nhiên liệu. Máy bay MH370 mất tích bí ẩn của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã lao xuống biển trong tình trạng không ai điều khiển khi hết nhiên liệu. Giả thuyết mới của giới điều tra cho biết, Ủy ban An toàn Giao thông Úc vào hôm nay ngày 2 tháng 11 đã công bố bản báo cáo mới liên quan đến vụ mất tích của máy bay MH370 vào hồi tháng 3 2014. Theo báo cáo này thì máy bay đã rơi tự do với tốc độ cao ước tính là 480 km/h. Ngoài ra, dựa trên phân tích các mảnh vỡ máy bay MH370 được tìm thấy ở Tanzania, các nhà nghiên cứu cho rằng các cánh tà của máy bay không mở rộng khi nó rơi xuống biển. Điều này có nghĩa là máy bay lao xuống biển không phải do điều khiển từ trong buồng lái. Như vậy là giả thuyết này trái ngược với giả thuyết đưa ra trước đó cho rằng cơ trưởng của MH370 có thể đã cố tình điều khiển máy bay lao xuống biển. Máy bay đã mất kiểm soát hết nhiên liệu và lao xuống biển với tốc độ cao. Chuyên gia hàng không của trang mạng AirlineRating.com, ông Jeffrey Thomas nhận định, máy bay MH370 biến mất bí ẩn khỏi màn hình radar hôm 8 tháng 3 2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách. Sau hơn 2 năm, nhóm tìm kiếm và điều tra quốc tế vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho vụ việc này. Kính thưa quý vị, là đắm tàu ở Indonesia đã làm cho 20 người chết, ít nhất là 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi một tàu chở gần 100 người được cho là những lao động di cư bị lật và đắm ở vùng biển Indonesia hôm nay vào ngày 2 tháng 11. Theo như AFP dẫn nguồn tin từ quan chức cảnh sát Indonesia là Sambudi Gusidian cho biết, tàu cao tốc chở 93 hành khách đang trong hành trình từ Mã Lai tới Batam, một đảo của Indonesia, thì bất ngờ bị lật và đắm vào lúc 5 giờ sáng nay là 2 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo cảnh sát địa phương thì ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 39 người đã được cứu. Hiện vẫn chưa rõ số phận của những hành khách còn lại. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được điều động tới khu vực xảy ra đắm tàu để truy tìm manh mối của những người mất tích. Ngoài ra thì một máy bay trực thăng và hơn 12 tàu cao tốc cũng được triển khai nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm. Tàu quá đông, một số người thậm chí còn không có chỗ để ngồi, một nhân chứng kể lại. Cảnh sát nghi ngờ con tàu bị quá tải và những người trên tàu là các lao động di cư. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, con tàu di chuyển trong điều kiện thời tiết gió to và biển động. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tàu bị lật. Phương tiện giao thông chủ yếu ở Indonesia là quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ là tàu thuyền. Do vậy thì quốc gia Đông Nam Á này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đường thủy gây chết người, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó, các đơn vị hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ phối hợp cùng lực lượng phòng vệ Nhật Bản tổ chức diễn tập đổ bộ tại khu vực ngoài khơi đảo Guam, vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương trong thời gian tới. Thông cáo báo chí của Hải quân Hoa Kỳ hôm 1 tháng 11 cho biết là các đơn vị thuộc lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ cùng các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ chung ở ngoài khơi của đảo Guam trên Thái Bình Dương. Đây là cuộc tập trận đổ bộ chung đầu tiên giữa hai nước từ sau cuộc tập trận mang tên là Ken Swap, được tổ chức lần đầu tiên vào thập niên 80. Thông qua việc cải tiến năng lực đổ bộ của hai bên, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến của quân đội hai nước. Đây là một phần trong quan hệ hợp tác quân sự lâu dài và bền chặt của chúng tôi, nhằm hỗ trợ cho liên minh quân sự Mỹ-Nhật. Đô đốc Hải quân Mark Dalton, chỉ huy lực lượng đổ bộ thuộc hạm đội đệ thất hạm đội của Hải quân Mỹ cho biết, theo nội dung thông báo trong cuộc tập trận chung này, chiến hạm của hai nước sẽ diễn tập bắn đạn thật và tiến hành các hoạt động trên biển khác nhằm tăng cường năng lực bảo vệ lực lượng đặc nhiệm. Là những nghi vấn sau đây liên quan tới nhóm 8 người đang thao túng chính trường của Nam Hàn. Dư luận Nam Hàn những ngày gần đây sục sôi vì mối quan hệ giữa Tổng thống Park Geun-hye
với người bạn Choi Song-seol. Người bị nghi đã lập ra nhóm 8 người nhằm đứng sau giật dây điều hành chính phủ. Uy tín của Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye những ngày gần đây đã bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi thông tin bị phanh phui cho thấy bà đã chia sẻ tài liệu mật, tham vấn mọi vấn đề từ phục trang cho đến chính sách quốc gia với người bạn thân là Choi Song-seol. Vụ việc đã khiến dư luận Nam Hàn dậy sóng khi một người phụ nữ không nắm bất cứ chức vụ nào trong chính quyền, song lại có thể chi phối các vấn đề liên quan đến quốc gia. Bà Choi, 60 tuổi, là con gái của Pháp sư Choi Tae-min, người được cho là có tác động đáng kể đến cựu Tổng thống Park Chung-hee, là thân phụ của đương kim Tổng thống Park. Bà bị cáo buộc đã lập ra một nhóm cố vấn bí mật gọi là 8 người để can thiệp công việc điều hành chính phủ. Bà Park còn được cho là đã thay đổi con dấu của cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn thành hình rồng theo biểu tượng của nhóm 8 người này. Các thông tin mới tiết lộ cho thấy bà Choi được tiếp cận với các báo cáo hàng ngày liên quan đến các kế hoạch, bản thảo diễn văn, bổ nhiệm nhân sự của Tổng thống Park và thậm chí một số thông tin mật liên quan đến các cuộc đối thoại quân sự liên triều. Theo truyền thông Nam Hàn, thì các email trao đổi cho thấy Tổng thống Park tham vấn người bạn của mình về nhiều vấn đề khác nhau từ phục trang cho đến bổ nhiệm nhân sự hay các chính sách với Bắc Hàn. Hiện bà Choi đã bị cơ quan công tố Nam Hàn tạm giữ để điều tra các cáo buộc liên quan đến hoạt động quyên tiền bất chính. Bà Choi bị cho là đã lập ra hai công ty bình phong để hợp pháp hóa số tiền mà hai quỹ phi lợi nhuận cũng do chính bà lập nên và lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để ép các doanh nghiệp lớn quyên tiền ủng hộ. Trong khi đó, thì Tổng thống Park tuần trước đã lên tiếng xin lỗi người dân, song khẳng định mối quan hệ giữa bà và bà Choi không hề mờ ám. Để xoa dịu dư luận, thì Tổng thống Park cũng tiến hành cải tổ nội các, trong đó đã chỉ định ông Kim Bong Joon đã làm tân thủ tướng Nam Hàn, thay thế ông Kwang Ko-an. Ngoài ra, thì văn phòng Tổng thống Nam Hàn cũng chỉ định tân Bộ trưởng An toàn và An ninh công cộng trong đợt cải tổ nội các lần này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những hành động này có giúp bà Park dập tắt dư luận liên quan đến vụ bê bối, bị coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất 70 năm qua ở Nam Hàn hay không, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Bắc Hàn lại sắp phóng tên lửa đạn đạo trước thềm bầu cử của nước Mỹ. Và tên lửa đạn đạo tầm trung trong 3 ngày tới, chỉ ít ngày trước khi cuộc bầu cử này. Tin từ tờ Fox News Network ngày 1 tháng 11 dẫn lời hai quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết Bắc Hàn lên kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo trong vòng 24-72 giờ tới. Thông tin này được đưa ra ít ngày trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng 11. Theo một nghiên cứu được công bố hồi tháng trước của Mỹ, những vụ thử tên lửa hạt nhân và các động thái khiêu khích khác của Bình Nhưỡng ngày càng tăng khi cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đến gần. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington cho hay xu hướng nói trên có thể thấy khả năng Bắc Hàn tiếp tục động thái khác trong giai đoạn chuyển giao quyền lực tại Hoa Kỳ vào cuối năm. Nếu được thực hiện, đây là vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng trong năm nay. Vụ phóng tên lửa đạn đạo gần nhất của Bắc Hàn diễn vào ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết là vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan này đã thất bại, bất kể từ trên đây là lần thử tên lửa thứ 8 trong vòng 7 tháng của Bắc Hàn. Tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng được cho là có tầm bắn đạt 3.000 km và có thể được bắn từ các bệ phóng di động trên bộ. Bắc Hàn tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006 và không ngừng phát triển các loại vũ khí tên lửa với quan điểm phục vụ quốc phòng. Liên Hợp Quốc đang áp đặt lệnh cấm tất cả các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn, trong khi Trung Quốc cũng ủng hộ quyết định đó. Kính thưa quý vị, là hoàng tử Ả Rập Saudi đã bị tống giam và phạt đòn. Không lâu sau khi tử hình một hoàng tử, thì tòa án Ả Rập Saudi mới đây tiếp tục ra lệnh bỏ tù và phạt roi một thành viên trong gia đình hoàng tộc Al Saud. Nhật báo Adka của Saudi Arabia vào ngày 2 tháng 11 đưa tin tòa án tại Jeddah đã ra phán quyết tống giam và phạt đòn một hoàng tử. Đây được xem là quyết định bất thường vì người nhận án phạt là thành viên hoàng tộc. Đầu tuần này, thì cảnh sát công bố báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe để khẳng định vị hoàng tử đủ sức chịu đòn roi. Tuy nhiên, tờ báo Os đã không tiết lộ danh tính hoàng tử này cũng như tội trạng mà anh ta gây ra. Hình thức phạt đòn ở Saudi là sử dụng roi mây đánh vào lưng và chân. Lực đánh không quá mạnh nhưng cũng để lại vết bầm trên cơ thể. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Saudi chưa lên tiếng về quyết định xử phạt hoàng tử lần này. Trước đó, thì vào ngày 18 tháng 10, tòa án ở Riyadh đã tuyên tử hình với hoàng tử Turki bin Saud al-Kabir vì ông này đã bắn chết một người dân Saudi. Đây là thành viên hoàng tộc bị xử tử đầu tiên kể từ thập niên 1970.
một số người dân Saudi cho rằng việc tòa án hai lần liên tiếp tuyên bố hình phạt với các hoàng tử cho thấy luật Hồi giáo không phân biệt đối tượng phạm tội là hoàng gia hay thường dân. Một số ý kiến thì cho rằng đây là cách mà nhà cầm quyền xoa dịu dư luận trong bối cảnh chính phủ thực hiện thắt lưng buộc bụng do nền kinh tế Saudi đã bị ảnh hưởng vì giá dầu xuống thấp, kính thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin quốc tế và sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.